Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, 7 nước đã nhất trí về kế hoạch phối hợp chống IS trong năm nay, với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát các thành phố Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq, những nơi đang là thành trì chính của IS. Các bộ trưởng cũng thảo luận về đề xuất tăng số lượng cảnh sát và sĩ quan huấn luyện tại các khu vực chiến sự. Ông Carter cũng cho biết 26 nước trong liên minh chống IS cùng với Iraq sẽ gặp nhau vào ngày 11 tháng 2 tới tại Bruxelles, Bỉ để tiếp tục thảo luận. Tôi đã mời các bộ trưởng quốc phòng từ 26 quốc gia thuộc liên minh chống IS và cả Iraq tham dự hội nghị tại Bruxelles, dự kiến diễn ra trong tháng tới, để thảo luận về các cơ hội mà chúng ta cần nắm bắt để xóa sổ IS vĩnh viễn. Tuy nhiên, Mỹ lại khẳng định không có ý định mở rộng hợp tác với Nga, quốc gia cũng đang tham gia không kích chống IS tại Syria, với lý do là chiến lược của Moscow không phù hợp. Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh nhiều đồng minh của Mỹ trong liên quân chống IS đang tỏ ra không muốn dấn sâu hơn vào cuộc chiến. Australia đã bác bỏ khả năng sẽ tăng đóng góp quân sự, trong khi Canada vắng mặt trong cuộc họp trên sau khi chính phủ mới của nước này tuyên bố sẽ rút khỏi chiến dịch không kích.